Xin chào quý vị và khán giả đang xem trên kênh Nhà Đẹp. Hôm nay trợ lý Nhà Đẹp ETN muốn gửi tới quý vị và khán giả một mẫu biệt thự nhà vườn chữ Nam Gian mái Nhật do thầy mình Nhà Đẹp ETN đến tư vấn phong thủy và thiết kế từ đầu. Giờ đây thì ngôi nhà đang hoàn thiện hồ sơ và cũng như là có bản vẽ chi tiết rồi. Giờ mời quý vị và khán giả cùng tham quan cũng như là mình sẽ review mẫu này để cho quý vị nào đang chuẩn bị làm ngôi nhà này thì quý vị có thể chụp lại và dừng lại video 3 giây, chụp lại màn hình và có thể tự xây, hoặc cụ thể hơn quý vị có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn phong thủy và thiết kế ngôi nhà sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Và ngôi nhà này thì đang có tổng diện tích mặt tiền của ngôi nhà là 24 m và chiều sâu của nhà là 10 m quý vị ạ. Đó. Không gian nhà thiết kế bên trong rất là đẹp luôn. Chút nữa mình sẽ mời quý vị vào tham quan không gian bên trong. Và đây là bác Hạnh. Đấy, khi bác đã gọi thầy trò NTN đến tư vấn phong thủy và thiết kế cho bác một mẫu nhà thì bác rất là vui vẻ ký với thầy trò NTN một cái hợp đồng thiết kế. Đó. Và đây là cái 2D do thầy mình đã vẽ cho bác chủ nhà. Đó. Đó, rất là chi tiết và đầy đủ luôn quý vị ạ. Và đây là diện tích đất của ngôi nhà. Đó. Toàn bộ diện tích đất của nhà bác Hạnh hiện đang có diện tích là 1.500 m² đất. Đó. Và đây là vị trí sắp đặt. Thầy mình đã sắp đặt vị trí ngôi nhà của bác. Đó. Và khu vực bếp thì sẽ là cái phần góc khuất của chữ hình chữ N. Đó. Giờ mời quý vị vào tham quan những cái hình ảnh 2D cũng như là 3D của ngôi nhà. Đấy. Và đây là hình ảnh 3D đấy. Và đây là tổng quát cái 3D sân vườn của nhà bác Hạnh đấy. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy đây, cái mẫu chữ U Nam Gian rất là chi là đẹp, và đặc biệt là các bác nào là con trưởng nhà trưởng thì xây mẫu này thì thật sự là tuyệt vời luôn quý vị ạ. Đấy. Giờ xin mời quý vị và khán giả cùng chú ý vào cái 2D thì sẽ chia sẻ kỹ hơn. Đấy, như mình đã nói, ngôi nhà này đang có tổng chiều rộng mặt tiền là 24 m và chiều sâu của nhà là 10 m ạ. Đấy. Và không gian bếp có chiều rộng là 4 m và chiều sâu của bếp là 8 m ạ. Đó. Vào đến không gian sảnh cũng như là ba gian chính giữa. Ở bên ngoài sẽ là khu vực sảnh. Sảnh thì đang có chiều rộng sảnh là 2,6 m và chiều chiều sâu của sảnh là 2,6 m và chiều rộng là 9 m ạ. Đó. Ba gian bên trong khi mà bước vào, đấy, quý vị có thấy không? Toàn bộ cái không gian này thì nó rất chi là rộng rãi, nó vay mượn cả không gian phòng khách, cả không gian phòng thờ, nó vay mượn lẫn nhau. Và toàn bộ không gian này thì đang có tổng diện tích là 52 m². Chiều rộng của ba gian là 9 m và chiều sâu là 5 m quý vị ạ. Đó. Mời quý vị và khán giả cùng vào tham quan phòng ngủ số 1 của ngôi nhà. Phòng ngủ số 1 đang có diện tích là 15 m². Đầu giường được kê vào chính giữa. Đấy. Và sang đến không gian phòng ngủ số 2, ở khoảng không gian này thầy mình mở cho bác một cái cửa sổ để nó lưu thông gió cũng như là có ánh sáng vào trong ngôi nhà. Phòng ngủ số 2 có diện tích khoảng 16 m², đầu giường được kê vào chính giữa, hai cửa sổ nhỏ ở hai bên. Và sang đến phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 có diện tích khoảng 15 m², đầu giường cũng được kê vào chính giữa. Phòng ngủ số 4 có diện tích là 16 m² và có khu vực vệ sinh khép kín của khu vực phòng ngủ số 4 này. Đấy. Để thuận tiện các bác nào lớn tuổi đi lại khó khăn thì có vẻ vệ sinh trong đó. Và đây là khu vực vệ sinh chung của toàn bộ ngôi nhà. Đấy. Và cái lối đi này có thể rất là thích hợp. Các bác đi từ sân đi vào khu vực vệ sinh chung rất là gần, và cũng như là đi từ sân đi vào bếp, đi từ sân đi vào nhà chính. Đó là cái khoảng không gian, cái khoảng giao thông nó rất gần với nhau quý vị ạ. Xuống đến không gian bếp của ngôi nhà. Toàn bộ không gian bếp đang có diện tích là 34 m².
Đấy. Bếp thì được thiết kế theo hình chữ L này, quý vị này. Đó. Và thầy mình có mở thêm cho bác một cái cửa lách để đi ra phía đằng sau. Và một cái cửa lách ở phía bên tay phải của ngôi nhà. Đấy, cũng của bên bếp để mở ra để đi ra khu vực sân ướt bếp phụ. Đấy. Và đấy là toàn bộ không gian bếp cũng như là toàn bộ cái không gian mẫu nhà chính của mẫu chung cư Nam Gian này. Cảm ơn quý vị và khán giả đã xem video tới giây phút này. Quý vị nào đang chuẩn bị làm nhà có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp, xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình và quý vị hãy đăng ký kênh cũng như là cho mình những cái nút thích video, những cái chia sẻ video để mình thường xuyên cập nhật những cái mẫu nhà ở khu vực nông thôn cũng như là những mẫu nhà bản vẽ để quý vị nào đang quan tâm đến nhà cửa có thể xem đến video của trợ lý nhà đẹp ETN. Xin chân thành cảm ơn quý vị và khán giả rất là nhiều. Hẹn quý vị và khán giả ở những video sau.